Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chơn Miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục là mình chia sẻ tô tường ngang cô chú anh chị và các bạn. Thì tô tường mười này thì ở đây là thợ cũng mới lành nghề ngang cô chú anh chị. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho thợ hồ mà tô tường này mới lành nghề như thế nào, rồi cái hiệu quả ra sao. Thì mình sẽ quay trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn xem để coi cái thợ miền Tây mới lành nghề tô như thế nào nha. Rồi mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc hàng ngày của các anh em thợ hồ làm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy hay có hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha, và cho mình một like nha cô chú anh chị. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi we'll be right back.